Xin kính chào quý vị khán giả của Tâm Đa Media. Chào mừng quý vị quay trở lại với bản tin chào buổi sáng. Kính chúc quý vị có một ngày mới vui vẻ và may mắn. Và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết của bản tin sáng hôm nay. Theo Viện Khí tượng Thủy văn Séc, trong trận lũ tháng 9 vừa qua, tổng lượng mưa hàng ngày đo được vào hôm 14 tháng 9 ở Jeseniki đạt 386mm. Đây là lượng mưa kỷ lục ở Séc kể từ trước đến nay, vượt qua mức kỷ lục trước kia là 345,1mm vào ngày 29 tháng 7 năm 1897. Vùng Olomouc và Moravskoslezsky là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi lũ lụt năm nay. Các thành phố, thị trấn vẫn đang phải vật lộn với hậu quả của lũ lụt. Do sương giá vào mùa xuân đã khiến sản lượng táo tại Séc bị giảm đáng kể. Điều này cũng ảnh hưởng đến lượng rượu táo. Một số cơ sở sản xuất rượu táo hiện vẫn chưa hoạt động và những cơ sở nào đã bắt đầu sản xuất thì họ chỉ ghi nhận số lượng khách hàng chỉ bằng một nửa của năm ngoái. Ngoài ra, các nhà vườn năm nay cũng không mở cửa cho người dân đến hái táo. Mặc dù tại Séc táo bị mất mùa nhưng người dân không cần phải lo lắng bởi các siêu thị đã nhập khẩu đủ số lượng táo để bổ sung cho số táo bị thiếu. Một cân táo hiện đang có giá trung bình là 37 kron. Tàu điện nổi tại Praha gặp trung bình 4 tai nạn giao thông mỗi ngày, hầu hết là va chạm với ô tô. Số vụ va chạm với người đi bộ cũng đang tăng lên và đáng tiếc là hầu hết các vụ va chạm đều có kết thúc bi thảm. Phần lớn các vụ tai nạn đều xảy ra do thiếu chú ý, đặc biệt là người đi bộ phớt lờ đèn giao thông, đeo tai nghe hoặc nhìn điện thoại. Có tới 1/3 vụ tai nạn xảy ra tại các địa điểm sang đường, nơi tàu điện nổi được ưu tiên. Thủ đô Brasilia của Brazil đang phải đối mặt với đợt hạn hán tồi tệ nhất kể từ năm 1950, với 164 ngày liên tiếp không có mưa. Brasilia đã chính thức bước vào đợt khô hạn kéo dài nhất trong lịch sử, kỷ lục trước đó là 163 ngày, ghi nhận vào năm 1963. Hiện tại, chính quyền thành phố đã ban hành cảnh báo cam do độ ẩm xuống mức cực thấp, chỉ còn 15%, trong khi nhiệt độ luôn duy trì trên 35 độ C. Giới chuyên gia nhận định rằng hạn hán kéo dài ở Brazil là hệ quả của hiện tượng El Nino và biến đổi khí hậu. Đợt hạn hán này đã gây ra nhiều vụ cháy rừng và đồng cỏ ở nhiều vùng khác nhau kể từ tháng 8 đến nay. Gần đây, mực nước tại nhánh chính của sông Amazon đã xuống dưới mức thấp nhất mọi thời đại và vẫn tiếp tục giảm. Tình trạng này đang ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận nguồn cung cấp thực phẩm cho thành phố và các cộng đồng dân cư xung quanh sông. Giải Nobel sẽ được công bố trong tuần này để tôn vinh những thành tựu xuất sắc trong các lĩnh vực vì lợi ích của nhân loại. Giải Nobel sẽ được trao trong các lĩnh vực y sinh, vật lý, hóa học, văn học, kinh tế và hòa bình, bắt đầu với giải thưởng y sinh vào ngày 7 tháng 10. Giá trị mỗi giải thưởng là 11 triệu crown Thụy Điển, khoảng 1,1 triệu USD. Lễ trao giải sẽ được tổ chức vào ngày 10 tháng 12, trong đó giải Nobel Hòa bình trao tại Na Uy, còn các giải khác trao tại Thụy Điển. Giải Nobel khởi nguồn từ sáng kiến của nhà phát minh người Thụy Điển Alfred Nobel. Trong di chúc, ông đã để lại tài sản của mình để tài trợ cho các giải thưởng dành cho những người trong năm trước đó đã mang lại lợi ích lớn nhất cho nhân loại. Một nghiên cứu mới đây của Viện Nghiên cứu Nhật Bản đã vẽ nên một bức tranh ảm đạm về tương lai của người cao tuổi tại xứ sở hoa anh đào. Theo đó, đến năm 2050, hơn 10% dân số trên 65 tuổi tại Nhật Bản sẽ hoàn toàn cô độc khi không có người thân ruột thịt hay họ hàng gần. Theo nghiên cứu, đến giữa thế kỷ 21, ở Nhật Bản sẽ có khoảng 4,4 triệu người cao tuổi không có họ hàng đến đời thứ 3, chiếm 11,5% trong tổng dân số cao tuổi, từ 65 tuổi trở lên là 39 triệu người. Ngoài ra, số người từ 65 tuổi trở lên không có con sẽ tăng từ 4,59 triệu người vào năm 2024 lên 10,32 triệu người trong năm 2050. Trong nhóm này, số người chưa kết hôn dự kiến sẽ tăng từ 3,71 triệu lên 8,34 triệu người. Những điều này sẽ đặt ra thách thức lớn về xã hội và pháp lý, đặc biệt trong việc đảm bảo chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ cuộc sống cho những người già cô đơn. Nguyên nhân chính dẫn đến viễn cảnh trên là do tỷ lệ kết hôn giảm và tuổi thọ trung bình tăng cao. Ông Trump vừa tiếp tục cáo buộc Đảng Dân Chủ sẽ gian lận trong cuộc bầu cử sắp tới và sẽ chấm dứt quá trình bầu cử. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết trong cuộc vận động tại bang Wisconsin rằng nếu mọi người chịu đựng thêm 4 năm nữa, sẽ không ai có thể phục hồi được và nước Mỹ sẽ không bao giờ có một cuộc bầu cử nào nữa. Ông nhấn mạnh thêm rằng đây sẽ là cuộc bầu cử cuối cùng của nước Mỹ. Sau đó, ông Trump tiếp tục công kích cá nhân Phó Tổng thống Kamala Harris cho rằng bà được chọn làm ứng viên của Đảng Dân Chủ vì chủng tộc và đưa ra những nhận xét khinh miệt về trí thông minh của bà. Theo tờ Washington Post, ông cảnh báo về tác động tiềm tàng của các chính sách kinh tế và nhập cư của bà Harris. Tại cuộc vận động của ông Trump ở bang Pennsylvania vào ngày 5 tháng 10, tỷ phú công nghệ Elon Musk cũng đã đưa ra bình luận tương tự, nói rằng nếu cử tri không bỏ phiếu thì đây sẽ là cuộc bầu cử cuối cùng. Ông Musk nói rằng
Đây là cuộc bầu cử quan trọng nhất và Tổng thống Trump phải giành chiến thắng để bảo vệ hiến pháp. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đang bước vào giai đoạn nước rút và ông Trump lẫn bà Harris vẫn bám đuổi sát nút. Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Con Cuông triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia tại đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng thuộc tỉnh Bô Keo, Lào do các đối tượng người nước ngoài chủ mưu, cầm đầu dưới hình thức lừa tình, lôi kéo đầu tư tiền ảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của người dân Việt Nam. Quá trình đấu tranh, cơ quan đã bắt được 5 đối tượng bao gồm Vi Văn Linh, Kha Văn Úc, Vi Thị Lệ, Lộc Văn Tào và Lương Văn Hiền. Các đối tượng trên làm việc tại đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu với nhiệm vụ tạo các tài khoản xã hội giả mạo, chia sẻ hình ảnh về cuộc sống giàu có sau đó kết bạn, nhắn tin, trò chuyện, tạo mối quan hệ yêu đương, hẹn hò qua mạng với các con mồi đã được chọn sẵn. Từ đó dụ dỗ các nạn nhân tham gia đầu tư vào đồng tiền ảo do các đối tượng tạo lập nhằm mục đích lừa đảo và chiếm đoạt tài sản. Hiện Công an Nghệ An đã khởi tố 5 đối tượng trên về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Chào Buổi Sáng của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị với những tin tức mới hơn vào ngày mai.